Anh Trai Say Hi tập 2, Đức Phúc làm nhóm trưởng gia trưởng, có thành viên bị loại sớm. Trước ngày lên sóng tập 2, Anh Trai Say Hi hé lộ những tình huống gay cấn, căng thẳng từ nội bộ 6 nhóm trong quá trình luyện tập, chuẩn bị cho 6 tiết mục trình diễn trong live set 1. Trong tập 2 Anh Trai Say Hi phát sóng tuần này, 30 anh trai sẽ tham gia đấu nhóm với 6 đội hình tương ứng với 6 bài hát mới. Teaser tập 2 hé lộ những tình huống căng thẳng từ nội bộ 6 nhóm trong quá trình luyện tập, chuẩn bị cho phần trình diễn. Isaac nhóm trưởng Đôn Ke bức xúc, dựng bài, rồi tập bài cũng rất mất thời gian để kết nối mọi người. Diễn không ra, mình cảm thấy rất là tức. Trong buổi tập vũ đạo, Isaac hỏi thẳng các thành viên đội mình, anh hỏi thiệt, mấy đứa có sợ bị loại không? NEGA về đáp, vậy em sẽ là trường hợp đầu tiên bị loại ngay live set 1 luôn. Nội bộ lục đục căng nhất trong quá trình luyện tập vũ đạo phải kể đến team Nova, Nosta. Nhóm trưởng Song Luân tiết lộ, có nhiều ý kiến bất đồng. Tech nhất quyết không nhảy. HUZZIKNG kể, Tech khó gần lắm nha. Rất là căng, rất là khó chịu. Trong khi đó, đội ít thành viên nhất, team nỗi đau ngây dại cũng không tránh khỏi bất đồng quan điểm trong quá trình dựng bài, tập bài. Nhóm trưởng Đức Phúc quyết bảo vệ ý tưởng tới cùng, bất chấp sự lăn tăn, lo lắng của HEUTHUHI và Công Dương. HEUTHUHI thẳng thắn, mình nói thẳng luôn, hoàng tử công chúa các kiểu, cái này sao mà xến dữ vậy ta? Còn Công Dương thì cho rằng, cái concept này không biết là họ đã làm từ thế kỷ bao nhiêu rồi. Dù vậy, Đức Phúc vẫn kiên quyết giữ lập trường, nhấn mạnh là Đức Phúc không ra trưởng. Phúc chỉ là nhóm trưởng thôi. Khán giả tò mò không biết ý tưởng của Đức Phúc đề ra có gì đặc biệt, mà làm cho hai thành viên trong đội hoang mang đến thế. Mặt khác, những cảm xúc lo lắng, hồi hộp của các anh trai trước thông sẽ có người bị loại, cũng đã được hé lộ trong teaser. Anh Tú có vẻ điềm tĩnh, không sao, Tú đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình trong một cuộc chơi lớn như này. Còn Phạm Đình Thái Ngân nhóm trưởng team 10/10 cực kỳ hồi hộp. Bên cạnh đó, chương trình còn hé lộ những tình huống, mảng miếng hài hước của các đội. Ai có thể ngờ Quang Trung là visual của team 10/10, còn anh Tú Atus sẽ đảm nhận vai trò rapper. Fan của anh Tú Atus tại trường quay đông bất ngờ khiến chính Atus cũng giật mình, còn Trấn Thành thì nghi ngờ, đây là những người em mời tới đúng không? Tuần trước là Liên Quân trưởng cực bảnh, đến tuần này anh Tú Atus chỉ khiêm tốn, khoe rằng bài 10/10 của team mình được đầu tư top một chương trình, và tự tin rằng phần trình diễn của 10/10 sẽ cực cuốn hút. Chưa biết tiết mục trình diễn của đội 10/10 như thế nào, nhưng chương trình đã hé lộ khoảnh khắc Thái Ngân khóc, khán giả không khỏi suy đoán khả năng team 10/10 có thành viên bị loại ngay, từ tập đầu tiên. Tập 2 Anh Trai Say Hi sẽ tiếp tục lên sóng lúc 20 giờ thứ Bảy, 22 tháng 6 trên các kênh truyền hình HTV2VE Channel, On VIGEITZI và VEAN.